đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Những cái nhất ở siêu đám cưới 10 tỷ của Đông Nhi ông Cao Thắng. Đám cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng xứng tầm đám cưới thế kỷ và hôn lễ hoành tráng xa hoa nhất của Vbiz đó giờ. Ngày 9 tháng 11, 2019 sẽ là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời của Đông Nhi ông Cao Thắng khi nó chính thức mở ra cuộc sống hôn nhân cho cả hai. Không siêu xe đón dâu, không quà cáp tiền tỷ, nhưng cái cặp đôi làm được ngoài một câu chuyện tình yêu đẹp mà còn là một bữa tiệc thân mật, ấm cúng, hiếm hoi chứng kiến sự tưng bừng của sao Việt. Đám cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng cũng được xem là một trong những hôn lễ có nhiều cái nhất Vbiz cùng điểm qua xem đó là gì. Kinh phí 10 tỷ, 1.200 nhân sự, đài thọ 100 sao Việt. Theo như dự kiến ban đầu, đám cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng sẽ được tổ chức tại thành phố, nhưng vì muốn có sự lãng mạn nhiều không gian để kết nối các nghệ sĩ với nhau, cặp đôi quyết định chọn Phú Quốc. Dù sự kiện chỉ diễn ra chưa đầy 2 ngày, nhưng Đông Nhi ông Cao Thắng đã chuẩn bị cho lễ cưới cực kỳ chỉnh chu, chu đáo. Chỉ riêng phòng ở của khách sạn, từ lúc khách di chuyển, đã có poster chào đón. Trái dừa giải nhiệt có in hình trái tim, chìa khóa phòng có tên cả hai, trong phòng có menu thông báo đầy đủ lịch trình và son làm đẹp tặng chị em. Theo thông tin bên lề, đã có 1.000 nhân sự khách sạn chuẩn bị cảnh quan phòng ốc, vận chuyển 6 xe tải 10 tấn chuyên dụng chở thiết bị âm thanh ánh sáng, 2 tấn hoa baby ngoại nhập, 2 tractor chuyên dụng chở 400 khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, 14 xe vận chuyển cao cấp từ khách sạn bút làn đường riêng tại sân bay cho khách tham dự cưới để thuận tiện di chuyển. Khách sạn được block hoàn toàn 48 giờ cho riêng đám cưới. 6 tháng cô dâu tự tay lựa chọn khinh xếp cưới, chọn hoa, loại ghế, lụa cuốn, thậm chí thử ít nhất 10 loại hoa khác nhau dưới thời tiết nắng nóng ngoài trời để đảm bảo hoa không héo rũ. Bãi biển hơn 8.000m2 được chuẩn bị hoàn hảo cho lễ cưới. Đám cưới khiến nhiều người khóc nhất. Đông Nhi ông Cao Thắng đã có 10 năm chứng kiến tình yêu đẹp và bền vững. Có thể nói đến thời điểm này, họ chẳng còn vượt qua thêm thử thách nào nữa. Giờ là lúc họ chỉ biết thưởng thức trái ngọt. Yêu nhau, ông Cao Thắng sẵn sàng lùi về hậu phương để Đông Nhi tỏa sáng. Còn nữ ca sĩ luôn tự hào và trân quý người yêu bất kể nơi đâu. Tình cảm 10 năm là điều mà số nghệ sĩ vượt qua con số này đếm trên đầu ngón tay. Vì thế nhiều nghệ sĩ và cộng đồng mạng đã khóc. Họ khóc vì mừng, vui lây, vì cả hai cho người khác niềm tin vào tình yêu và tin rằng ngôn tình ngoài đời là có thật. Phát biểu trên sân khấu chính, Đông Nhi, ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của các vị khách mời, em chính thức gọi anh là chồng, đáp lại Đông Nhi ông Cao Thắng rơm rớm. Cảm ơn em luôn cảm thông và thấu hiểu, cảm ơn em đã dành thời thanh xuân tốt đẹp nhất cho anh. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được đứng đây làm chồng, để chăm sóc em và con của chúng ta. Anh trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên em, anh yêu em. Trấn Thành cũng bật khóc khi làm MC. Ngô Thanh Vân khóe mắt cay cay, chùn vạp ngứng lệ khi chứng kiến giây phút hạnh phúc của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Lưu Phước Thịnh khóc như mưa, tao thấy mày hạnh phúc, tao cũng hạnh phúc. Khổng Tú Quỳnh khóc ngon lành như một đứa trẻ. Isaac ôm Ngô Thanh Vân khóc 30 phút khi chứng kiến hôn lễ. Đám cưới của dàn sao Việt quẩy dữ dội nhất. Sau phần nghi thức lễ và dùng tiệc, vợ chồng Đông Nhi Cao Thắng đã cùng thay trang phục đơn giản để tiện cho việc di chuyển đi mời rượu và xuống hồ bơi. Đặc biệt, khu vực hồ bơi, DJ chỉ phục vụ cho duy nhất khách của quán quân The Remix 2015 nên mọi người tha hồ nhậu nhẹt và hò hét xuyên đêm. Đám cưới của Đông Nhi ông Cao Thắng đã được qua ngưỡng ngày trọng đại mà còn là một sự kiện văn hóa của sao Việt. Lần đầu tiên một đám cưới của Vbiz, các nghệ sĩ đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc chơi hết mình và không cần phải giữ hình ảnh. Trấn Thành cũng diện quần đùi áo thun, xách theo khăn tắm. Quang Vinh Diễm Bikini đã thủ sẵn khăn tắm. Minh Hằng bật khóc, ôm chặt cột vì sợ bị ném xuống hồ bơi. Diệu Nhi bị ném xuống hồ bơi đến nỗi rơi cả tóc giả. Chun Phạm say xỉn và nằm ngủ bất chấp trên cát. Anh Tú cũng ướt từ đầu tới chân, không còn hình ảnh lịch lãm mà thành một song luân chạy châu. Chuyện tình của Đông Nhi Cao Thắng đã chính thức cập bến an toàn. Nó sẽ đẹp hơn nữa khi họ đón thêm thiên thần mới cho tổ ấm của mình. Cùng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi Đông Nhi ông Cao Thắng.